chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh chi phối miền Bắc đang suy yếu nhanh nên thời tiết ấm dần tại các tỉnh thành miền Bắc. Trời chỉ còn rét sâu vào đêm và sáng. Còn trưa chiều thì trời hửng nắng và nhiệt độ tăng dần. Cao nhất trong ngày mai phổ biến ở ngưỡng là từ 18 tới 21 độ. Nhưng đến ngày 21 tháng 1 thì có thể đạt mức là 22 cho đến 25 độ, có nơi cao hơn. Chỉ lưu ý với người dân miền Bắc là sáng sớm thì trời sẽ có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng những nơi có địa hình núi cao thì mật độ sương mù khá dày khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông trong khoảng thời gian này. Khu vực Trung Bộ thời tiết cũng có xu hướng chuyển tốt trong những ngày tới khi mưa giảm nhanh và nhiệt độ tăng tuyến tính từng ngày. Thế nhưng giữa tuần thì trời chỉ còn lạnh ở phía Bắc và ấm áp tại các tỉnh thành phía Nam khi nhiệt độ có thể đạt mức là 29 đến 30 độ. Với các tỉnh thành phương Nam, bao gồm khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, nên tại đây phổ biến không mưa, có nắng với cường độ trung bình. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng thì trời còn rét tại khu vực Tây Nguyên khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở dưới ngưỡng 17 độ và se lạnh tại Nam Bộ với nhiệt độ dao động từ 20 tới 23 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Từ ngày 20, cùng với sự suy yếu của không khí lạnh nên gió trên hầu khắp Biển Đông đều giảm về cường độ và ở mức trung bình nên không còn gây biển động. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong 3 ngày tới, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có xu hướng tốt dần khi trời giảm mưa và nắng nhiều vào trưa chiều. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.